Ngọc Thơ Thời Báo Chấm kính Chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Luật sư và tội dám nói lên sự thật. Ngày 18 tháng 6, Blog Gió Bất trên AFA có bài: Luật sư Đào Kim Lân sẽ báo cáo gì với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bài viết cho biết các luật sư bào chữa cho các bị can vụ Tịnh thất Bồng lai đang có nguy cơ bị khởi tố, bị bắt giam theo điều 331 khi mà công an Long An đang điều tra, truy tìm họ, thậm chí cấm xuất cảnh và sách nhiễu người thân của họ, hình ảnh bài trên AFA. Với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, liên tiếp từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, luật sư Đào Kim Lân đã có nhiều buổi livestream và cho biết ông đang chuẩn bị hồ sơ để báo cáo sự việc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tác giả bài viết tóm lược nội dung trần tình của luật sư như sau. Trong vụ tỉnh thất bồng lai, luật sư Lân và đồng nghiệp buộc lòng phải nhiều lần gửi văn bản tố cáo lên cấp trên vì công an địa phương đã vi phạm pháp luật quá nghiêm trọng, gây ra oan trái, bất công với người vô tội. Tại sao ban đầu công an công bố thông tin là bắt khẩn cấp, bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có hình ảnh vật chứng nhưng sau đó lại khởi tố theo điều 331? Tại sao khởi tố theo điều 331 nhưng công an lại bao vây canh giữ tỉnh thức, không cho ai ra vào. Công an đã đóng quân từ ngoài vào trong nhà, tịch thu xe, cắt sóng wifi, làm cho các cháu bé không thể học trong suốt một thời gian dài. Để làm cho sáng tỏ vụ án, các luật sư đã lập ra kênh youtube Nhật ký luật sư, cung cấp những thông tin chính thống của vụ án theo hồ sơ vụ án các hoạt động pháp luật của các luật sư trong từng giai đoạn điều tra truy tố và xét xử bình luận giải thích pháp luật về các tình huống có liên quan ngược lại công an long an lại tạo dựng những chứng cứ giả để mời và tiếp theo là để truy tìm các luật sư người bị tố cáo lại đi điều tra xử lý người tố cáo đây là việc làm ngược ngạo hiếm có hơn thế nữa trách nhiệm hình sự là trách nhiệm cá nhân cho dù luật sư lân có phạm tội thì vợ con ông không hề tham gia, không phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng công an Long An lại đe dọa đàn áp người thân của luật sư Lân. Đây là hành vi khủng bố, không phải là cách hành xử của cơ quan pháp luật. Trước nguy cơ có thể bị truy tố, luật sư Lân buộc lòng phải cầu cứu đến các cơ quan quốc tế, cụ thể là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Hình ảnh các luật sư vụ tình thất bồng lai. Luật sư Lân dự kiến sẽ trình bày nội dung chính là các vi phạm tố tụng, những hành vi sai phạm pháp luật của Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An. Ông đang hoàn thiện các văn bản này và đang nhờ dịch ra tiếng Anh. Công an Đức Hòa đã bao che, bỏ lọt tội phạm trong vụ vợ chồng ông Võ Văn Thắng, dẫn đầu gần 50 người xông vào tỉnh Thất, lấy cớ tìm con để hành hung gây thương tích, cướp tài sản. Tỉnh Thất Bồng Lai đã tố cáo sự việc này với ba tội danh xâm nhập chỗ ở trái phép, cố ý gây thương tích và cướp tài sản, nhưng công an Đức Hòa chỉ khởi tố một tội, đó là cố ý gây thương tích. Đồng thời họ còn có văn bản trả lời rằng hành vi của 50 người xông vào tỉnh thất là không phạm pháp. Chính cách hành xử này khiến cho các thành viên tỉnh thất bức xúc nói công an bao che tội phạm, rồi cũng vì phát ngôn bức xúc đó mà họ bị cáo buộc phạm tội theo điều 331 sự kiện ông Trần Quốc Thắng, công an Đức Hòa mời cô Diễm My lên công an huyện rồi cách ly cô với các thành viên khác của tỉnh Thất, cưỡng chế bằng sức mạnh để giao Diễm My cho vợ chồng ông Thắng bắt về nhà giam giữ. Bức xúc việc Diễm My bị bắt, các thành viên tỉnh Thất hô hoáng công an bắt người. Đây là sự việc có thật, nhưng những người nói lên sự thật lại bị đi tù theo điều 331. Sau đó xuất hiện hai clip của Diễm My tố cáo vợ chồng ông Thắng giam giữ trái phép cô nhiều tháng trời. Ông Thắng có hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm thân thể cô. Diễm My cũng tố cáo công an Trần Quốc Thắng đã lừa ký giấy mời cô lên làm việc, rồi dùng sức mạnh xâm phạm thân thể bắt cóc cô. Diễm My cũng tố cáo đích danh thầy chùa Thích Nhật Từ, tòa rập với ông Thắng, bàn mưu bức hại tịnh thất với nhiều thủ đoạn độc ác trong tâm trạng bị kích động, Diễm My đã dùng lời lẽ hết sức nặng nề, nhục mạ lên án các đối tượng mà cô tố cáo, nhất là với cha mẹ ruột ông Thắng, bà Mai. Hai clip này đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất, điển hình nhất về vi phạm điều 331. Diễm My từ người bị hại trở thành người vi phạm, sau đó cô đã bị bốc hơi suốt mấy năm qua không còn tâm tích. Hình ảnh các nạn nhân trong vụ tình thất bồng lai bị kết án theo điều 331. Nghiêm trọng hơn, công an Long An đã tạo dựng chứng cứ giả trắng trợn để cáo buộc xúc phạm danh dự các thành viên tỉnh thất. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, công an cung cấp thông tin cho báo chí khởi tố tỉnh thất Bồng Lai về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân và điều 331. Thế nhưng sau đó, các báo đồng loạt đăng lại mà không hề đính chính là khởi tố theo một tội điều 331. Và đến nay, sau hai phiên xử sơ phúc thẩm, vẫn chỉ có một tội về điều 331. Thế nhưng trước và sau phiên tòa nhiều lần báo chí tung tin hình ảnh về bài kết luận giám định ADN cho thấy nhiều trẻ em trong tỉnh thất là con loạn luân. Báo chí đăng cả phả hệ cho rằng bé này là con ai, bé kia là con ai, theo kết quả giám định ADN khi thò ra khi thuộc vào Bác sĩ Phan Xuân Trung xem xét theo phả hệ này thì phát hiện ra cụ Lê Tùng Vân là một siêu nhân. Từ khi còn nhỏ đến 60 tuổi thì không có con, nhưng từ sau 60 cho đến 89 tuổi lại có đến 13 đứa con. Những chứng cứ mà công an Long An quy chụp cho tình thất vi phạm điều 331 cũng là sự quy kết tạo dựng. Họ cắt ráp lời giảng của cụ Lê Tùng Vân, dạy mọi người phải thượng tôn pháp luật thành câu nói khác và quy tội phỉ bán tôn giáo và pháp luật. Cái tội lớn nhất của tỉnh thất Bồng Lai là dám nói lên sự thật, dám tố cáo công an Đức Hòa đòi hối lộ. Lần này đến lượt các luật sư của tỉnh thất phải trả giá cho việc nói lên sự thật về những sai phạm của công an. Luật sư Đào Kim Lân khẳng định ông chấp nhận sự bất trắc, thậm chí cả sự an nguy cho bản thân, nhưng phải nói lên sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin Luật sư và tội dám nói lên sự thật. Công lý ở Việt Nam bị đảng nhuộm đen ra sao? Ngày 17 tháng 6, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận Vụ cô giáo Lê Thị Dung, công lý như là gì đó? Theo bài báo, công lý lại trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội sau khi tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án Lê Thị Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử trình tự phúc thẩm và điều chỉnh hình phạt mà tòa án huyện Hưng Nguyên đã tuyên từ 5 năm tù thành 15 tháng tù. Theo tác giả bài báo, chuyện bà Dung 52 tuổi cựu giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị khởi tố rồi bị truy tố và bị phạt tù đã khuấy động dư luận trong vài tháng qua sau mạng xã hội tới lượt các cơ quan truyền thông chính thức nhập cuộc. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả nhắc lại nhận định của ông Vũ Văn Tính, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, cho biết sau khi nghiên cứu cáo trạng vụ cô giáo Lê Thị Dung, ông thấy hội đồng xét xử sơ thẩm đã áp dụng pháp luật sai, mức án thiếu nhân văn. Tác giả nhận xét, cho dù hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho bà Dung 45 tháng tù, nhưng không chỉ công chúng mà giới hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và thực thi pháp luật cũng cảm thấy bản án chung thẩm này không phải là công lý. Tác giả dẫn lời ông Lê Ngọc Luân, một trong những luật sư tham gia bào chữa cho bà Dung ở phiên xử phúc thẩm, tâm sự trên mạng xã hội. Lần đầu tiên trong đời một luật sư như tôi gặp trường hợp sau khi xử tòa án phát hành thông cáo báo chí, trong đó tòa án nói rằng có vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Tác giả dẫn lời bình của ông Đoàn Bảo Châu rằng tôi tin phiên xử phúc thẩm vừa diễn ra là một phiên xử rách nát, muốn xoa dịu dư luận, hạ nhiệt bức xúc nhưng không đủ dũng cảm và phục thiện để tuyên bố bà Dung vô tội. Bởi vì làm như thế thì phải đền tiền cho thời gian người vô tội phải ngồi tù oan, nên đành vá víu tạm bờ đấu tranh ủng hộ cô giáo Lê Thị Dung chính là chúng ta đang đấu tranh bảo vệ chính mình trước một nền tư pháp nham nhở rất không đáng tin cậy ở Nghệ An. Tác giả dẫn lời kể của bà Phạm Cầm Thu Tôi đã dành thời gian nghe trọn 6 file ghi âm lời bào chữa của 6 vị luật sư cho cô giáo Lê Thị Dung tại phiên xử phúc thẩm. Cảm giác thật bàn hoàng, hơn cả sự oan khuất của cô giáo Lê Thị Dung là cái gì đó rất khủng khiếp mà tôi không đủ ngôn từ để diễn tả tôi khóc cũng như nhiều thầy cô giáo khác là những đồng nghiệp của cô giáo dung đã khóc ngay tại phòng xử lời bào chữa của sáu vị luật sư bộc lộ điều gì đó rất nghiêm trọng không phải chỉ riêng cho vụ án cô giáo dung mà cho cả nền tư pháp ở một huyện một tỉnh hay rộng hơn cho một quốc gia nghiêm trọng trong những vấn đề pháp luật liên quan đến số phận một con người hình ảnh cô giáo lê thị dung tại tòa phúc thẩm tác giả nhận xét công lý như là gì đó không chỉ với trường hợp của cô giáo lê thị dung cộng đồng quốc tế đang tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về việc việt nam bắt giam thêm bà hoàng thị minh hồng bà hồng là người thứ sáu trong số các nhân vật tham gia vào những hoạt động nhằm vận động người việt hành động vì môi trường tác giả cho rằng quốc tế không thể hiểu nổi tại sao chính quyền việt nam vừa cam kết với họ rằng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ ngo hoạt động vì môi trường tại việt nam tham gia vào việc hoạch định chính sách liên quan đến môi trường để được nhận tài trợ từ chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng vừa tống giam những cá nhân đứng đầu các ngo vì trốn thuế nhằm vô hiệu hóa những ngo này hơn thế nữa tác giả mỉa mai chính quyền Việt Nam đang cố gắng gia tăng mức độ thuyết phục thiên hạ cả trong lẫn ngoài Việt Nam rằng không nên và cũng đừng mong công lý là công lý. Qua chuyện thông báo truy tìm ba luật sư từng bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai bởi họ phát giác và dám tố cáo công an vi phạm tố tụng bao che tội phạm và làm giả chứng cứ để tống những người vô tội vào tù và tác giả kết luận biết làm sao được khi công lý chỉ như là gì đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công lý ở Việt Nam bị đảng nhuộm đen ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực chất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê